Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ có một cái câu chuyện trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta tặng cho quý vị và các bạn. Câu chuyện của tôi có tên là Tài sản chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì mình thì phong tục Á Đông, khi mà còn yêu nhau, còn thương nhau, còn là vợ chồng thì thôi mà, cái việc mà tài sản thì nói ra thì nó cũng hơi tế nhị. Khi mà chuẩn bị mà kết hôn đó thì cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên rằng những cái gì nó không rạch ròi thì dẫn đến những cái trường hợp rất là khó khăn để mà chứng minh. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện có tên là Tài sản chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, thì câu chuyện nó như thế này. Có một chị đến văn phòng luật sư của tôi, chị bảo rằng là, nói thiệt với luật sư thì em rất là khó khăn trong cái việc đi lại, vì mỗi bước đi của em đều bị có người theo dõi, có người quan sát. Tôi mới bảo với chị rằng là làm gì có người theo dõi, người đang quan sát. Thì hóa ra trong cái cuộc sống chung vợ chồng giữa anh và chị, do những cái tính nghi ngờ, tính ghen tuông, cho rằng chị đã có người thứ ba, cho nên anh có những cái thái độ là cho người theo dõi từng cái bước đi khi chị bước ra khỏi nhà. Tôi đùa vui, vậy là chị là nhân vật quan trọng rồi. Dạ thưa không, quý vị và các bạn, một cái đùa vui trong khi đến tư vấn để làm dịu đi cái tình trạng quá mệt mỏi hằn lên trên cái khuôn mặt của chị, một cái sự lo âu, một cái sự mất mát mà không gì có thể bù đắp nổi về cái đức hạnh của người phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi sẽ dẫn dắt đưa cho quý vị và các bạn vào câu chuyện. Anh và chị kết hôn vào năm 2000, thì trong quá trình chung sống họ có hai đứa con. Đứa con đầu tiên cũng đang học cấp 3 và đứa con thứ hai đang học cấp 1. Những tưởng chẳng có cuộc gì nó có thể lay chuyển được, vì họ đã hơn 10 năm trong cái cuộc sống chung vợ chồng, thì bây giờ bẵng đi một cái, có một cái cơn sóng gió. Anh ghen tuông, anh cho rằng chị có người thứ ba, và thế rằng nếu trong trường hợp có người thứ ba thì chị không có quyền hưởng những cái tài sản. Và chị đã có những cái phản ứng lại thì bị những cái đòn roi từ anh. Thưa quý vị và các bạn, thì cuộc sống rất là khó khăn. Và từng câu từng chữ chị bảo rằng là cho dù em là người trong sạch, cho dù em là người đức hạnh, thì em cũng không thể sống chung. Cho dù đã nhiều lần anh ấy xin lỗi em, nhưng không thể sống chung được. Vì những cái sự thanh khiết của người phụ nữ đã bị, và những cái lời hứa, những cái lời xúc phạm đã hằn sâu trong họ, và họ chỉ chọn cho mình một cái con đường giải thoát là ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay luật sư dông dài quá, tôi trở lại vấn đề chính của vấn đề hôm nay. Anh yêu cầu chị ra đi vì chị, với lý do là chị có người thứ ba và không cho chị một cái tài sản gì hết. Thì chị đã đến văn phòng tôi, chị bảo rằng là tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, anh bảo rằng là anh có những cái nguồn thu nhập, anh có tài sản trước thời kỳ hôn nhân, tuy nhiên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại là đứng tên hai người. Đó là cái câu mà tôi trấn an chị. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là tài sản được tạo lập trước thời kỳ hôn nhân, tuy nhiên ý chí của họ đến thời điểm họ là vợ chồng, họ đã sáp nhập chung vào thời kỳ hôn nhân thì được xem là tài sản chung vợ chồng. Tôi ví dụ nhé, anh và chị kết hôn vào năm 2000, tuy nhiên là trước năm 1998 anh có một cái tài sản mang đứng tên anh. Khi anh có tài sản mang đứng tên anh thì anh đến năm 2001 anh đã nhập cái tài sản đó vào và đứng tên, sang tên qua cho anh chị sau khi cất lên cái nhà. Như vậy trong giấy chứng nhận quyền sở hữu
quyền sở hữu nhà đã có tên cả anh và chị. Và như vậy, theo cái chế định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000, thì họ kết hôn vào khoảng năm 2000, thì luật hôn nhân và gia đình năm 2000 điều chỉnh nếu như trong trường hợp họ có phát sinh tranh chấp, quý vị và các bạn ạ. Thì như vậy rất là rõ ở chỗ là ý chí của anh đã nhập vào cái tài sản chung vợ chồng, và hiện tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản đứng tên anh và vợ anh. Thông qua cái video này, tôi muốn nói với quý vị và các bạn điều gì? Thông qua video này tôi nói với quý vị và các bạn một điều duy nhất: nếu cái tài sản mà quý vị và các bạn tạo lập trong thời kỳ hôn nhân thì được xem là tài sản chung vợ chồng nếu không chứng minh được. Còn nếu các bạn tạo lập trước thời kỳ hôn nhân thì được xem tài sản của người nào là của người đó. Dĩ nhiên sẽ chứng minh. Tôi giả sử một trường hợp như thế này để quý vị và các bạn hiểu thêm về tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân nhé. Năm 1990, cô A có được ba mẹ cho một cái thửa đất. Thì đến năm 2000 thì cổ kết hôn. Thì khi mà kết hôn thì cái phần mà giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đó, nói chung là tài sản được cho riêng đó, thì cổ vẫn để nguyên như vậy. Và đến năm 2017, các bên đã phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn, khởi kiện đến tòa yêu cầu chia ly hôn và chia tài sản chung. Trong đó anh đưa ra 4 loại tài sản. Một loại tài sản của chị vợ được tạo lập, được bố mẹ tặng cho năm 90. Một tài sản được tạo, 3 tài sản còn lại được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên khi phán quyết của tòa, tòa nó cho rằng tại thời điểm năm 1990 anh chưa kết hôn với cô, và tại thời điểm này thì cô đã được, vợ của anh đã được tặng cho riêng. Mặc dù cái tiền thuê từ cái tài sản riêng này đem vào sử dụng chung, nhưng nó không phải là nguồn thu duy nhất. 3 tài sản còn lại được mua do công sức đóng góp, do lao động, do những cái thu nhập trong cái quá trình hoạt động sản xuất trong các, cho nên được xem là tài sản chung vợ chồng. Thế nha quý vị và các bạn, trong 4 tài sản của cái người vợ chồng kia tranh chấp thì có một loại tài sản là được cha mẹ tặng cho riêng, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân. 3 tài sản còn lại được xem là tài sản chung vợ chồng. Và theo chế định của luật hôn nhân và gia đình, tài sản chung vợ chồng là do vợ chồng đóng góp. Và trên nguyên tắc, nếu trong trường hợp chia ly hôn thì mỗi người được 1/2 tài sản chung. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về tài sản chung cũng của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta muốn gửi cho quý vị và các bạn những cái thông điệp rất là cơ bản. Dân Việt Nam mà không biết dân Việt, không biết luật Việt Nam thì dở quá, mà đặc biệt là những cái lĩnh vực rất là cơ bản trong cái đời sống hàng ngày. Nếu các cô các bà nào nhớ nhé, xem cái video này cho con gái rượu của mình, do công sức mình tạo ra, thì làm ơn để riêng vào một và đứng tên trước thời kỳ hôn nhân. Và ngay cả các anh nữa, nếu trong trường hợp mình chứng minh được tài sản này là tài sản riêng của mình, thì nếu trong trường hợp cho rằng cái người phối hộ ngẫu của mình tâm đầu ý hợp, không gì có thể lay chuyển được, thì hãy xác lập đưa cái tài sản của anh này vào tài sản riêng của chúng ta. Chứ còn đừng có bao giờ mà tài sản của anh, tài sản của em trở thành tài sản chúng ta, rồi sau này cái câu chuyện sẽ khó có kết quả, sẽ khó có giải quyết trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn dân ta phải biết luật ta ngày càng phát triển hơn, nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì cũng xin gửi qua cái Facebook Messenger hoặc đường link ở phía dưới để chúng tôi có thể
cố gắng trả lời càng sớm càng tốt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.